Mến chào quý khách, hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình đầu tiên một dòng mai rất là đặc biệt luôn, đó là hoa hồng thanh tú. Mình vừa có thể chơi lá, vừa có thể chơi hoa luôn. Thì cái lô này hôm nay nó rất là tốt luôn, chi chèo rất là nhiều. Và cái lô này em huỳnh ghép gốc cũng to nữa, 100.000 một cây. 3 cây là quỳnh bao ship, 10 em tặng 1. Thì dòng mai này á là form hoa nó y như là hoa form của bông hồng á cả nhà, nên được ví như là hoa hồng thanh tú. Rồi, cây thì cao tầm khoảng từ 30 cho tới là 40 cm. Quỳnh thấy nó ra chèo chi rất là nhiều luôn nè, cây cực kỳ tốt luôn cả nhà ơi, cái lô hôm nay là cực kỳ tốt luôn. Rồi, ai mà thích, vẫn còn yêu thích cái dòng mai hoa hồng thanh tú này, mình vừa chơi lá vừa chơi hoa thì sưu tầm ngay nha cả nhà. Rồi, tiếp theo nữa là em Quỳnh giới thiệu cho cả nhà mình, đó là lô mai siêu bông Sài Gòn. Đây là dòng mai giảo nè, form cánh nó to ha. À, và cái bông nó cũng rất là to luôn. Thì cây của Quỳnh hiện tại cũng tầm một gang tay mấy à cả nhà, nó không cao lắm nha, nhưng có thể sưu tầm lấy bo được. 3 cây là 290.000, Quỳnh bao ship, 10 em tặng 1. Thì dòng mai này á, cũng là dòng mai mới, và em thấy cái bo này về mọi người cũng sưu tầm lấy bo được nha. Rồi, à đây cả nhà ơi, một cái màu coi như là vừa chơi lá vừa chơi hoa, mà hoa là nhiều cánh màu vàng, đây chính là thỏ hương lá cẩm thạch nha. Cái màu hồng loan của nó cực kỳ đẹp luôn. Một cây là 100.000, 3 cây là quỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Và quý khách biết không, là nó đang có chi chèo rất là nhiều, cao tầm khoảng tới 30 đến 36 cm. Và toàn bộ là em ghép cái gốc rất là đẹp luôn. Đó, nên là cái cây nó cực kỳ tốt luôn ha, mọi người sưu tầm về lấy bo nha. Quỳnh cảm thấy được, là cảm nhận của Quỳnh á, là cái dòng thỏ hương cẩm thạch này nó mạnh nè, dễ chăm và cực kỳ là đẹp về hoa và lá luôn. Hôm nay em Quỳnh giới thiệu cho cả nhà mình cái lô mai nhị ngọc toàn. Hôm nay khách của Quỳnh cũng hỏi rất là nhiều, thì hôm nay em có một cái lô là cứng cáp nha. Hoa em có ghim trên màn hình, và ác hẳn thì nhiều người cũng đã biết đến nhị ngọc toàn, bởi vì đây là một trong những cái dòng mai đột biến và nó lạ nha. Nó có cánh vàng, cánh trắng, có khi thì nó toàn bộ là kem, có khi thì toàn bộ là vàng trên một cái cây, chứ không phải là hoàn toàn là 100% đều là nửa trắng nửa vàng nha cả nhà. Rồi, 300.000 một cây, một cây em Huỳnh cũng bao phí vận chuyển. Tiếp theo nữa đó là cúc tây thi cả nhà ơi. Cúc tây thi hôm nay nó tốt lắm luôn, nó cao là 45-50 cm luôn nè, muốn gần liền cốt rồi. Cây này về mình lấy bo thoải mái luôn, mặt hoa là coi như rất là đẹp luôn cả nhà. 100.000 một cây, 3 cây là quỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Thì mọi người ơi, nên sưu tầm mỗi loại giống nha. À, tiếp nữa là cái dòng thanh mai, hôm nay khách cũng hỏi Quỳnh rất là nhiều nè. Rồi, thanh mai này á thì em ghép cái gốc nó cũng to nè. 125.000 một cây, 3 cây là em Quỳnh bao ship, 10 em tặng 1 luôn. Đây là dòng thanh mai, cái hoa nó màu xanh xanh cả nhà. Quỳnh giới thiệu cho cả nhà mình lô mai cúc thọ hương, chỉ có 40.000 một cây luôn. 5 cây em Quỳnh bao ship và 10 cây thì em tặng 1. Hương cái lô này nè là của mẹ em Quỳnh nha. Và hôm nay thì do là cái diện tích nó hơi chật, nên em Quỳnh xả cái lô này cho mẹ em luôn. Nhìn xem bông hoa nè, hoa thơm bông chùm nha. Cái lô này thì được cái là cành nhánh đi, cành thoát thân rất là thấp luôn, và nó ra chèo đều cực kỳ luôn cả nhà. Cao khoảng tầm mà từ 30 cho tới là 36 cm thôi. Đó, lùng lực ha. Và tất cả các cái cây thì đều có ghép quấn rễ nha, xử lý đế hết rồi, lên cho mình là bất cứ cái cây nào ở trong cái luống này luôn. Thì đặc biệt là cái lô này nó đều đều như vậy luôn nha, dựng ngọn lên rồi mà em thấy chi chèo nè đó. Rồi nhánh á, thoát thân rất là thấp luôn á, anh chị mình về mình trồng mô đắp mô được luôn nha. Rồi, cái lô này thì Quỳnh thấy là nó khá dễ chăm, mà hổm thì khách cũng hỏi Quỳnh rất là nhiều. Em tính tản ra để cho nuôi lớn mà bây giờ chật quá cả nhà ơi. Rồi, thanh lý gấp luôn, 40.000 một cây nha, 5 cây em bao ship, 10 em tặng 1. Mến chào và hẹn gặp lại.